Xin chào mọi người, lần trước thì mình có chia sẻ một cái món đồ chơi hình dạng đầu hũ có khả năng đọc tiếng Anh rất là hữu ích. À, và hôm nay thì trên tay mình tiếp tục lại là một cái món khác cũng với cái tính năng tương tự nhưng mà nó có cái thiết kế nhỏ gọn hơn, và đặc biệt là cái này nó có luôn ở cái pin sạc ở bên trong. À, bây giờ mình sẽ mở hộp nha. À, đầu tiên thì chúng ta có một cái dây cắm sạc micro USB và một cái cuốn hướng dẫn này bằng tiếng Anh. À, cái máy này nhẹ thôi, chỉ có 82g và cái pin sạc ở bên trong là 300mAh. À, đây rất là nhỏ gọn, để mình chiếu gần cho mọi người xem cái độ hoàn thiện của nó. Ở đây thì nó là cái lo, một cái nút nguồn và cái trên tâm lượng và cái nút tắt lại, hoặc là mình sẽ trên tay mình sẽ thấy chi tiết hơn. Và kèm theo máy là trên 100 cái cảm biến thông minh như thế này với rất là nhiều cái chủ đề khác nhau. Đây mọi người thấy màu sắc rất là đẹp, hai mặt này, hai mặt 110 mấy cái thì hai mặt, các bạn mình nhân gấp đôi lên 200 mấy. Cái sâu rất là đẹp, nghề nghiệp, trái cây, vâng, công nghệ thì mấy công nghệ, những cái đồ dùng. Cái này thì ngoài cho bé đọc học tiếng Anh ra thì chúng ta có thể dạy bé nhận diện về hình ảnh. Bây giờ mình sẽ thử cái máy cho mọi người xem nhé. Nó đầu tiên thì chúng ta sẽ mở nút nguồn lên. Âm thanh cũng khá là lớn, và mọi người lưu ý là nếu ở trong đây hết pin thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái cục pin dự phòng vừa ghim và vừa cho bé chơi. Những cái thẻ như thế này thì chúng ta sẽ gắn vào theo cái chiều này. Đó. Mọi người thấy nó đọc cũng khá là chuẩn, và chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ. Quên nữa, cái nút bên đây thì mọi người có thể bấm để nghe lại. Rất là nhỏ luôn, để dùng ban đêm cho bé chơi cũng được. Và đặc biệt hơn là cái máy nó có thể nhận diện âm thanh, tức là khi chúng ta ở nó giả lập âm thanh, khi chúng ta để cái ví dụ như cái trực thăng vào đủ vậy đó mà nó có tiếng động cơ của âm thanh. Bây giờ mình để cái một chút bài rồi. Bây giờ mình sẽ thử tới cái xe cứu thương. Cứu thương thân thiện lớn lắm, cái xe công an. Đó là những gì đã chia sẻ trong video. Cá nhân mình thấy đây là một món đồ chơi giáo dục vô cùng hữu ích, không chỉ có thể dạy bé những từ vựng tiếng Anh cơ bản mà còn giúp phát triển các kỹ năng có lợi khác như nhận diện màu sắc, hình ảnh, âm thanh môi trường xung quanh. Link sản phẩm mình sẽ dạy ở trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản